Sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị ạ. Bên con hôm nay có một số cây sứ hạ lai tạo ha. Con xin làm clip giới thiệu đến với cô chú và anh chị. Và con xin chia sẻ thêm là bên con có cung cấp phân dơi nữa. Con bán một túi như vậy là 20.000 ha. Phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn. Đối với cây kiểng giúp cây mình có bộ rễ khỏe, bộ lá dày xanh ít sâu bệnh. Cây ra nhiều nụ, hoa to, hoa có màu sắc tươi đẹp ạ. Nếu cô chú bệnh chị mình cần xài số lượng nhiều thì liên hệ bên con có bán dạng ký nữa ha. Rồi con quay trở lại con bán sứ ạ. Rồi bữa nay mình có cây này là cây số 1. Cây số 1 hoa của nó nè, hoa 3 lớp ha. Hoa nó là 3 lớp, hoa nền màu hồng, sọc đỏ đậm ạ. Cánh hoa hơi dúng ha. Đây, để con quay gần cho mình xem ha. Hoa ba lớp. Cây này thì nó mới nở được một hoa. Giờ còn 4 nụ nữa ha. Còn 4 cái nụ nữa. Cây mình thì nó phân tàn ra được là 3 cái tựa. Chiều cao của cây thì tầm khoảng 17-18 cm thôi ha. Cây này thì dạng mini. Này là sứ hạt lai tạo ha cô chú và anh chị. Con đóng gói cái hàng này đi là con gửi 2 cây trở lên con mới đóng hàng gửi đi ha. Rồi cây này là số 1, hoa 3 lớp. Màu hồng, sọc đỏ. Cây số 1 này giá 200.000. Rồi đến cây số 2. Cây số 2 này là hoa 5 cánh nè. Hoa 5 cánh. Nền hoa của nó là nền màu trắng kem ha. Có gân màu đỏ, họng vàng. Nó đang nở một hoa, còn cỡ khoảng cả chục nụ nữa ha. Cây này chiều cao tầm khoảng 20 cm. Là mình tính từ cái mặt tro này ha. Tính từ mặt tro lên đến cái cây, ngọn cây. Ra được một cái tựa. Cây này là số 2. Giá 100.000. Đến số 3. Số 3 thì mình có một lô. Số 3 mình có lô này là nó 5 cây. Lô này bán 5 cây là giá 200.000 ha. 5 cây sứ hạt giá 200.000 à. Cây này là 5 cánh. Hoa như hình ha. 5 cánh. Lô này là lô số 3 à. Rồi, cây này 5 cánh luôn. Chiều cao của mấy cây này thì nó tầm khoảng 20 cm trở lại thôi ha. Rồi, này là chung lô số 3 luôn nữa nè. 5 cánh. Hồng ha. Cây này là 2 lớp. Màu đỏ 2 lớp nè. Họng vàng. Cây này khoảng 15 cm thôi ha. 5 cánh. Hồng. Có viền màu hồng nhạt. Họng vàng. Rồi, lô số 3, 5 cây như hình này ha. Là giá 200.000. Đến lô số 4. Lô số 4 mình có 5 cây nữa nè. Lô số 4 có cây này hoa 5 cánh. Rồi, cây này cũng 5 cánh, đỏ họng vàng ha. Phân tàn ra được 2 nhánh nè. Rồi, cây này chung lô số 4 luôn. Lô số 4 là 5 cây 200 ha. Cây này chiều cao nó khoảng là 15 cm nè. Rồi, cây này 5 cánh, màu hồng ha. Cây này chiều cao khoảng 20 cm. Cây này chung lô số 4 luôn nè, hoa 2 lớp. Nền hồng, có cánh có viền hơi tím tím ha. Phân tàn ra được 3 tựa. Rồi, lô số 4.
5 cây 200 ngàn. Đến lô này là số 5. Lô số 5 thì mình có cây này rồi, cái hoa cho nó rớt mẹ nó rồi. Hoa này màu đỏ hai lớp ha, nó có cái hoa kia rớt rồi. Lô số 5 này là 4 cây 200 ngàn luôn. Hoa này đỏ hai lớp. Đây, hoa này mới xách lên dướng rớt à. Màu đỏ nó gì nè ha. 5 cánh. Rồi tới cây này 5 cánh màu hồng. Có viền trắng ngoài ha. Cây này chiều cao nó tầm khoảng là 25 cm. Lô số 5 này thì là 4 cây 200 ngàn luôn á. Rồi này chung lô số 5 luôn nè. Cây này 5 cánh. Cây này nó hai lớp nữa nè. Hai lớp ha. Màu hồng hồng vàng hai lớp. Rồi lô này số 5 4 cây 200 ngàn. Còn lô cuối, lô số 6. Lô số 6 là mình có 3 cây à. 3 cây 200 ngàn nè. Cây này màu đỏ, hai lớp. Đỏ lớp cánh ngoài nó có viền miếng hơi màu tím ha. Cái bông đỏ này thì nó cho ra, nó nở một nụ nè. Nở một bông còn 4 nụ nữa. Chiều cao của cây thì tầm khoảng 20 cm ha. Rồi qua đây cây này 5 cánh. Hoa của nó nền màu cam, có sọc đỏ ha, họng vàng. Trong họng hoa nó có gân gân đỏ. Cho một hoa còn 3 cái nụ. Chiều cao cây này khoảng 15 cm trở lại. Này là chung lô số 6 nè ha. Lô số 6 là 3 cây 200. Rồi còn cây này hai lớp. Hoa nền màu hồng, sọc đỏ đậm, họng vàng, hoa hai lớp. Hoa mình cánh hoa dày ha, bung ra bóp vô bung ra nó bung ra nè. Cuốn hoa thì nó ngắn. Hoa cánh hoa không gục nữa nè ha. Cây này thì mini ha, cái lô này 3 cây là cực mini luôn. Chiều cao khoảng 15 cm trở lại thôi. 3 cây, lô này là số 6. 3 cây 200 ngàn ha. Đây là xứ hạt lai tạo ha cô chú và anh chị. Rồi. Dạ bên con là chuyên cung cấp phân dơi và hoa sứ trên toàn quốc luôn ạ. Nên khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho bên tụi con ha. Và cô chú và anh chị mình yêu thích hoa sứ laser thì xin hãy bấm like để ủng hộ. Và đồng thời mình bấm đăng ký để mình có thể cập nhật những thông tin mới và những mẫu hoa đẹp. Và con xin cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho kênh của tụi con. Trong thời gian dài qua con xin cảm ơn rất nhiều ạ.